Truyền thông phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 7 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, sáng nay tại phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã long trọng tổ chức buổi lễ hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả cao cho 14 bệnh nhân ung thư. Đến dự có các thầy thuốc và nhân viên phòng khám, các đại biểu là đại diện chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, 14 bệnh nhân ung thư hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả cao và tất cả các bệnh nhân, người nhà về dự. Phát biểu khai mạc buổi lễ, thầy Nguyễn Tấn Thanh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cha Trường Yêu Thương Cho Không và các thầy đã có bài diễn văn đầy xúc động, cảm ơn, kính lạy cố linh mục, nhà nghiên cứu Cha Pê-rô Nguyễn Văn Tường, người đã dành trọn tuổi thanh xuân của mình để nghiên cứu công trình khoa học, phương pháp, cháo nano, thảo dược nano và các phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư để cứu sống hàng trăm bệnh nhân ung thư từ mũi Nam Quan đến mũi Cà Mau, ngay cả những bệnh nhân ung thư đến từ ngoài nước. Trong không khí trang trọng và xúc động, thay mặt phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, thầy Nguyễn Thanh Quý đã có bài phát biểu khuyến cáo các bệnh nhân khi trở về nhà cùng gia đình phải tuân thủ phác đồ và giữ gìn thành quả đạt được. Thành quả này là kết quả của quá trình nghiên cứu không ngừng nghỉ của cố linh mục Cha Pê-rô Nguyễn Văn Tường và sự nỗ lực của các đội ngũ thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám. Đây là một sự kiện vô cùng ý nghĩa, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong công cuộc chống lại căn bệnh quái ác này. Buổi lễ không chỉ là dịp để chia sẻ niềm vui mà còn là lời cảm ơn chân thành đến cố linh mục Cha Pê-rô Nguyễn Văn Tường, đến các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng toàn thể cộng đồng đã luôn đồng hành cùng phòng khám trong thời gian qua, làm nền tảng vững chắc để phát huy thành tựu trong thời gian tới. Thành công này là động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các phác đồ, mang lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân ung thư hơn nữa. Thầy Quý xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em và các bệnh nhân thân mến. Thầy xin chúc mừng cho 14 bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ điều trị đạt kết quả cao. Và trong quá trình điều trị thì các thầy thuốc ở trong phòng khám đã chỉ dạy cho các bệnh nhân mình về cách ăn uống như thế nào là lành mạnh hết rồi. Thì bây giờ thầy chỉ nhắc trở lại cái ý chính thôi, là mình khi về đến nhà rồi á thì mình phải tiếp tục mình giữ cái phác đồ của mình ăn là ăn cây cỏ, trái cây mang hạt giống, nó là mang tính kiềm, nó tốt cho sức khỏe của mình để nó khống chế căn bệnh ung thư. Thì mình về đến nhà mình chỉ cần mình nhớ như đó thôi, là ăn cây cỏ, trái cây mang hạt giống. Và nếu mình thêm một chút tiến xa hơn chút nữa là chúng ta là ăn cây cỏ, trái cây mang hạt giống, buông bỏ và cho không, thì khi đó cái giá trị đời sống của chúng ta sẽ nâng cao lên, giúp ích cho cái đời sống của mình và giá trị cho xã hội. Và một lần nữa thầy xin chúc mừng cho 14 người bệnh nhân mình về đến nhà dồi dào sức khỏe và tràn đầy hồng ân của Chúa. Và bên cạnh đó thầy cũng xin nhắc thêm là những người nuôi của mình đã đến đây rồi, mình đã biết ăn uống như thế nào là lành mạnh rồi, thì mình chưa có mắc bệnh nan y ung thư á, thì mình lo mình về mình tích lũy cái sức khỏe của mình đi, ăn uống cây cỏ mang hạt giống để mà mình đưa cái dòng máu của mình về dòng máu kiềm quá để nâng cái sức khỏe của mình lên, kéo dài cái tuổi thọ mình ra. Đừng để mơ mốt mà mình quay về nhà rồi mà mình quay trở lại đây nữa gặp các thầy nữa, thì lúc đó các thầy sẽ không nhận mình đâu. Mình đó mình biết mình như thế nào để mà ung thư rồi mà mình không có giữ được, mình tánh nó đi, mình đừng có để mắc bệnh ung thư quay trở lại, các thầy chữa không xiết đâu. Cho nên mình nhớ nha các bệnh, các người nuôi nha. Rồi một lần nữa thầy xin chúc chúc khỏe toàn thể quý bà chị em. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, câu chuyện của chị Nguyễn Thị Phương là một nguồn cảm hứng
cho rất nhiều người đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Việc chị đã chiến thắng căn bệnh quái ác ung thư đại tràng ở giai đoạn 3 là một kỳ tích thật sự, và là thành quả không chỉ là niềm vui riêng của chị Nguyễn Thị Phương mà còn là hạnh phúc của cả gia đình và tất cả những ai quan tâm đến chị Nguyễn Thị Phương. Việc chia sẻ câu chuyện của bệnh nhân Nguyễn Thị Phương không chỉ là một cách để chúc mừng chiến thắng của chị Nguyễn Thị Phương mà còn là một hành động ý nghĩa giúp lan tỏa thông điệp tích cực và mang lại niềm hy vọng cho những người đang gặp khó khăn. Xin trân trọng. Con là Nguyễn Thị Phương ạ, con đến từ Hà Nam ạ. Con bị bệnh đại tràng, ung thư đại tràng giai đoạn 3. Con đã, nó bị ăn xuống, lan xuống tử cung với cả buồn trứng. Thế là con cũng mổ cắt hết cả đại tràng với cả tử cung buồn trứng từ tháng 4 năm ngoái ở Hà Nội ạ. Thế là con cắt xong, xong là con lại phải không được nối ngay. Thế là phải 8 tháng sau mới nối được. Thế nối xong thì lại phải truyền một lần nữa. Thế nhưng mà truyền thì con lại bị ứ thận, thế là không truyền được. Thế là lại phải đặt cái gì ở bên này, thế con đặt hai lần cũng không được. Thế là vì sao con lại phải để hồ sơ ở đấy. Thế là con bảo nhà con bảo thôi đi vào tra đường chữa thôi, chứ còn nếu mà đặt gì ở bên ngoài nữa thì thôi con không đặt nữa. Vì con đã đeo cái kia 8 tháng con biết rồi, thế con nói chuyện với nhà con là chứ thôi nếu mà em có đi cũng được, nếu mà đi để cho nó sạch sẽ, còn đâu phải đi vào tra thôi, vào tra để chữa thôi. Thế là chúng con để hồ sơ ở viện, thế chúng con đi luôn vào đây luôn. Thế là từ ngày con vào đến giờ là con mới được khỏe mạnh như thế này ạ. Thế chứ còn ở nhà thì lúc nào con cũng mệt mỏi lắm, cứ 3 tuần lại lên một lần truyền. Thế là người rất yếu. Thế từ ngày con vào đây giờ là người con khỏe được lên như thế này. Thì con cũng cảm ơn, con trước hết là con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cảm ơn các thầy, các cô đã tận tình giúp đỡ, các bệnh nhân của chúng con thì con mới được khỏe như ngày hôm nay. Thế con cũng xin cảm ơn tất cả mọi người trong phòng khám. Con cũng xin là mọi các bệnh nhân cũng được cố gắng để ăn theo đúng pháp đồ của thầy để nhanh được khỏe, sống được về sum họp với gia đình, được hạnh phúc, được mạnh khỏe, được mọi sự bằng an. Con cũng xin cảm ơn ạ. Thì con vào đây là rất được cái là trong này không khí cũng rất trong lành. Thì con lắm lúc con cứ điện về với các con cứ hỏi. Đầu tiên là các con hỏi mẹ ơi, thế mẹ vào trong đây khám thế nào, thì con cũng có nói chuyện, con bảo là chứ vào trong này ông mẹ thấy dễ chịu hẳn, không khí trong lành này, mát mẻ, mà lại đến mấy phòng khám của các thầy các cô là rất tận tình, mà cái gì cũng chỉ bảo, thế nào cũng là cũng không như là chỉ bảo tốt lành, chứ không như là ở viện như mẹ chữa ở ngoài nhà mình đâu. Thì mẹ thấy là cũng được, còn đâu là các thứ thì con ở đây thì nhà trọ nhà riêng là cũng được ạ, cũng vui vẻ rồi, cũng hòa đồng rồi, là con đi mua các thứ người ta cũng mang hàng hóa các thứ đến, là mua là người ta đến mang đến tận nhà luôn ạ, là cũng không phải đi chợ. Ít khi mới thỉnh thoảng con đi Bách Hóa Xanh thôi, cần cái gì thì con đi Bách Hóa Xanh mua, mà không thì rau cỏ thì con mua người ta mang đến tận nhà luôn ạ. Con thấy trong này là cũng các thứ là cũng thấy rất thoải mái ạ, mà con ở cũng rất thoải mái. Con đang nghĩ là con bảo con là được về bây giờ thì lắm lúc bây giờ về nhà là con nghĩ là đầu tiên là cũng mất mấy bữa đầu tiên là cũng nhớ phòng khám nữa ạ. Cứ sáng dậy ăn xong lại bảo chứ thôi đi lên phòng khám thôi. Thế bây giờ mà tự dưng về mà về bây giờ là cũng là cũng mất mấy hôm đầu này là cứ quen đi ạ. Là bây giờ là quen rồi, là bây giờ về là cũng thấy là cũng hơi buồn. Cũng nhớ các thầy các cô ạ. Con thì ở nhà thì con rất mệt mỏi, con đi xung quanh nhà là thấy mệt lắm rồi, lại chỉ có nằm thôi. Thế nhưng từ ngày con vào đây ăn cháo mới cả là con uống thuốc của các thầy là không, con khỏe luôn. Cứ vào ngày nào con cảm thấy như là con khỏe ngày đấy ấy. Thế bây giờ đấy người con mới được như thế này, chứ ngày con vào là con phải các cô là phải cho con cái phiếu ưu tiên để đi khám bệnh, không thì nhìn thấy con mệt mỏi quá thì con chờ đợi thì không được. Thế là các cô cho con phiếu ưu tiên, thế bây giờ con khỏe được như thế này đấy ạ. Con phải về là con phải cứ theo ăn theo pháp đồ như thế này để cho nó khỏe,
chứ con mà giữ được ấy, thì con mới được lâu dài thì mới vui vẻ hạnh phúc với gia đình ạ, chứ không con mà không giữ được thì thôi, con lại làm thì lại con lại mệt mỏi đi thôi. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, linh hồn người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, linh hồn người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không.
chúng con ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip
hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.